Vâng, dành đầu tiên xin kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và ngày hôm nay thì dành đầu tiên sẽ giới thiệu đến toàn thể quý anh chị những mã quần gió đồng giá là 200.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà sành đầu tiên là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một con quần gió này. Con này sẽ là một con của nhà Procate. Quý chị có thể thấy là bên trên ống quần có cái phần theo tên của thương hiệu. Con này sẽ là một con form dáng khá là rộng rãi thoải mái. Và chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu gió hai lớp. Bên trong có thêm một cái lớp lót như này. Nói chung là rất là dày dặn. Mã của sản phẩm sẽ là mã G726. Chiều dài sẽ là 105 này. Bụng sẽ là 80-94. Quý chị có thêm bằng vừa. Đùi là 33 và ống quần là khoảng 23cm. Form dáng khá là to và dài. Quý chị chúng ta, các bác nào trên 1m7 thì có thể là lựa chọn em này. Chất liệu rất là dày dặn và cái phối màu của nó sẽ là cái phối màu đen trắng, form dáng rất là thể thao, một sản phẩm của nhà Procate. Mã sản phẩm sẽ là mã G726. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ đặt hàng, rất là ok, còn rất là mới luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần với cái thiết kế rất là lịch sự như này. Con này thì các bác hoàn toàn có thể lựa để mặc đi chơi đi làm, rất là ok. Tông màu của nó sẽ là một cái tông màu green, mã là G727, chiều dài là 105 này, bụng là 76-82, đùi là 31 và ống là khoảng 19cm. Người ta thiết kế cho quý anh chị khóa và cúc đầy đủ nên là trông con quần rất là lịch sự. Ngoài ra còn có thêm các cái đai quần này, ở bên trên cặp quần sẽ có hai cái phần chu như này. Quý anh chị chúng ta yên tâm là mặc rất là thoải mái, chất liệu sẽ là cái chất liệu vải cũng rất là mềm nên là mặc rất là ok. Form dáng sẽ là cái form ống hơi rộng một chút nên là quý chị chúng ta yên tâm phối đồ với em này cũng rất là đơn giản dễ dàng. Mã là G727. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ để đặt hàng. Đó. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ là một con quần gió. Con này sẽ là một sản phẩm gió một lớp thôi, phù hợp cho quý chị chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã sẽ là mã G728, chiều dài là 99 này, bụng là 64-94, đùi là 32. Cái gấu của nó sẽ là cái gấu bo chu như này, co giãn rất là tốt và có thêm một cái khóa cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh. Ở bên trên ống quần thì người ta sẽ có những cái chi tiết in tên thương hiệu cũng như là các cái logo của thương hiệu. Nói chung người ta thiết kế cũng rất là đẹp, một con của Danfone. Đó, rất là ok. Hình in còn rất là nét luôn. Mã là mã G728, size L. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió một lớp, khá là mỏng nhẹ. Và sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió với cái tông màu xanh than. Cũng là một cái tông màu tối màu, quý chị có thể lựa em này mặc ở nhà, mặc đi chơi tập luyện thể dục thể thao rất là ok. Mã sẽ là mã G729. Chiều dài là 105 này, bụng là 70-100, đùi là 30 và ống là 21cm. Con này sẽ là một cái chất liệu gió hai lớp rất là dày dặn này. Bên trong có thêm một cái lớp lót bông rất là ấm. Quý chị hoàn toàn có thể lựa em này mặc trong cái thời tiết mùa thu đông năm nay cũng rất là hợp lý rồi. Sản phẩm này sẽ là một sản phẩm của nhà Body White. Bên trên ống quần thì có cái phần in tên của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là mã G729. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì đừng ngần ngại liên hệ ngay nhà sành Đầu Tiên để đặt hàng em này. Đó, chất liệu gió rất là mềm mịn và dày dặn vô cùng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con quần gió với cái tông màu chủ đạo, nó sẽ là cái màu trắng như này. Ở nhược điểm của cái màu trắng thì nó sẽ hơi dễ dây bẩn một chút, tuy nhiên thì con này mặc lên sẽ rất là trẻ trung. Sản phẩm này sẽ là một sản phẩm của nhà Champion. Ở bên trên ống quần thì có cái phần in theo tên của thương hiệu. Mã sẽ là mã G730, chiều dài là 99 này, bụng là 80-102, đùi là 30 và ống là khoảng 20cm. Một sản phẩm của nhà Champion. Con này của chúng ta sẽ hơi bị sờn một chút ở vài cái mặt đằng sau này, nó sẽ có một vài điểm nó sẽ hơi bị sờn một chút. Các bác cân nhắc là xem có mình có nên là đặt bên này hay không. Đó, màu sắc cũng như là form dáng rất là đẹp, tuy nhiên thì có một vài điểm nó sẽ bị sờn nhẹ một chút. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mã sẽ là G730, một sản phẩm chính hãng của Triệt Tiền. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió đen. Con này rất là đẹp, form dáng rất là năng động, trẻ trung cho các bác. Mã của sản phẩm này, con này sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo thì phải. Đó,
nói chung là tem mác cũng rất là đầy đủ, còn nguyên tem mác này. Và mã của sản phẩm này thì sẽ là mã G731, chiều dài là 103 này, bụng là 78-84, đùi 31, và cái ống của chúng ta sẽ là cái ống có cái dây rút cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh được sao cho vừa vặn với cái ống chân của mình. Chất liệu sẽ là cái chất liệu rất là dày dặn, bên trong có thêm một lớp lót này. Nói chung cái lớp lót cũng là một cái chất liệu vải rất là mềm mịn, nên là quý chị chúng ta yên tâm, em này mặc sẽ rất là thoải mái, form dáng thì rộng rãi này. Đó, cái form của nó cũng rất là trẻ trung. Ở bên trên này thì chúng ta có cái phần túi rất là rộng cho quý anh chị chúng ta có thể đựng đồ vào đây. Mã là G731. Ở bên trên này này, khóa cái cặp quần của chúng ta sẽ là cái cặp chun này, co giãn rất là tốt và có thêm một cái đai nhựa tạo cho con quần có thêm cái điểm nhấn rất là đẹp. Và mã của sản phẩm sẽ là mã G731. Tất cả các thông số thì đều được ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý anh chị. Chúng ta cân nhắc là xem xét sao cho là tìm được cho mình một cái sản phẩm nó vừa vặn nhất với cái số đo của cơ thể. Đó, con này sẽ là một con rất là đẹp, rất là đáng tiền trong buổi live ngày hôm nay. Mã là G731. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió. Con này sẽ là cái tông màu đen và nó sẽ hơi bóng một chút. Ở mã sản phẩm là mã G732, chiều dài là 106, bụng là 68-100, đùi 31, và cái ống của chúng ta cũng là một cái ống rút có thể điều chỉnh được. Chất liệu là chất liệu gió một lớp thôi, tuy nhiên thì cái độ chắn gió chống bụi của nó cũng rất là ok. Ở bên trên này mình có cái phần in tên của thương hiệu, tuy nhiên là cái hình in của nó thì chất lượng nó còn không còn được tốt lắm, khoảng là được 8/10 thôi, nó hơi bị mờ một chút. Nếu như mà quý chị ta bỏ qua không quan trọng lắm về hình in thì có thể lựa chọn em này, mã là G732. Đó, nhìn chung thì cũng còn rất là ok. Rồi, sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió đen này, cũng là một cái sản phẩm có thể lựa chọn để mặc ở nhà, mặc là đi tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ, đạp xe buổi sáng cũng rất là ok. Con này sẽ là một sản phẩm của New Balance. Ở bên trên này thì chúng ta có cái phần theo tên của thương hiệu. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G733, chiều dài là 106 này, bụng là 74-106, đùi là 33 và ống là 21 cm. Ở sản phẩm này sẽ có size là 2XL, form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, màu sắc cũng là một cái màu đen trung tính basic cho quý chị có thể lựa chọn mặc hàng ngày ở nhà. Mã là G733, một sản phẩm của New Balance. Rồi, sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió với cái tông màu xanh than. Cái này cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu New Balance. Bên trên ống quần thì chúng ta có cái phần in tên thương hiệu này. Mã là G734, chiều dài là 92, bụng là 70-88, đùi là 29 và ống là khoảng 15-18 cm. Ống của chúng ta sẽ là cái ống bo chun như này. Đó, còn co giãn rất là tốt và chất liệu của nó sẽ là chất liệu hai lớp rất dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp vải lót cực kỳ mềm mịn luôn. Và sản phẩm này thích hợp cho quý chị chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng rất là ok. Ở đằng sau thì chúng ta có cái phần in tên của thương hiệu New Balance này. Mã sản phẩm là mã G734, một sản phẩm có mặc rất là dễ chịu. Ở sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con ống ghi. Con này sẽ là một con của Elise. Đó, chúng ta có cái phần in tên của thương hiệu. Mã của sản phẩm sẽ là mã G735. Thông số như sau: chiều dài 94 này, bụng là 60-90, đùi là 30 và ống là khoảng 19 cm. Con này size M. Form dáng sẽ là cái form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, màu sắc lên cũng rất là trẻ trung như mình, rất là dễ phối. Mã là G734. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này của Elise thì có thể lựa chọn em này. Ừ, chất liệu của nó thì sẽ là cái chất liệu gió hai lớp, nói chung cũng rất là dày dặn, độ dày vừa phải cho quý anh chị có thể lựa chọn mặc trong mùa thu đông năm nay cũng rất là ok, mặc khi mà cái tiết trời nó se lạnh một chút thì sẽ rất là hợp lý. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có một con quần màu xanh than. Con này thì form dáng rất là thể thao, một sản phẩm của nhà Mizuno. Mizuno thì là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Chúng ta bắt gặp cái thương hiệu này rất là nhiều trong cái kiện hàng của nhà sàn đồ si, đặc biệt là các kiện của các kiện Nhật thì thương hiệu này rất là hay có này. Mã sẽ là G736, chiều dài là 102 này, bụng là 72-92, đùi là 30 và ống là khoảng 22 cm. Con này sẽ là size 2XL, chất liệu gió rất là dày dặn luôn, bên trong thì có thêm một cái lớp lót này. Đó, lớp lót cực kỳ dày dặn, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn những cái sản phẩm này trong mùa thu đông thì rất là hợp lý, vừa đảm bảo giữ ấm cho mình mà mặc thì còn rất là thoải mái, có thể lựa chọn mặc đi tập luyện thể dục thể thao, chơi thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã là G736, một sản phẩm chính hãng của Mizuno, rất là đẹp luôn, cái phối màu của nó trông rất là thể thao. Tiếp theo này,
một sản phẩm nữa mà sàn đầu xin sẽ giới thiệu đến quý chị, đó là một con gió với cái tông màu đen pha với cả một chút ghi như này, cũng là một cái màu rất là dễ mặc dễ dùng. Form dáng sẽ là cái form dáng suông cực kỳ là dễ mặc, mã là G737, chiều dài là 97, đến bụng là 84-96, đùi 29 và ống khoảng 10-21 cm. Ở chất liệu hai lớp này, bên trong có thêm một cái lớp lưới đảm bảo là chắn gió chống bụi, giữ ẩm rất là tốt cho quý anh chị. Mã G737, quý chị chúng ta yêu thích cái sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Zin. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con gió với cái tông màu khá là nổi bật, và con này sẽ là một con màu vàng tươi luôn. Và quý chị chúng ta thích những cái tông màu nó nổi bật một chút thì có thể lựa cho em này. Sản phẩm này sẽ là một sản phẩm của nhà Reebok. Bên trên ống quần có cái phần in phần theo logo của thương hiệu. Gấu này sẽ có một cái đường khóa cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Nếu như mà muốn mặc rộng rãi thì quý chị có thể là tháo cái khóa này ra mặc sẽ rất là ok. Mã sẽ là mã G738, chiều dài là 403, bụng là 84-94, đùi là 29 và ống là khoảng 20 cm. Ở form dáng khá là to và rộng, quý chị chúng ta sẽ cân nhắc xem là nếu như mà các bác mà cao to thì có thể là lựa chọn em này, mã G738. Sản phẩm tiếp theo là một con quần gió đến từ thương hiệu Under Armour. Bên trên ống quần chúng ta có cái logo của thương hiệu này. Mã sẽ là G739, chiều dài là 92, bụng là 64-80, đùi là 26 và ống khoảng 16 cm. Ở con này size S, form tương đối là nhỏ nhắn thôi. Quý chị nào chúng ta cân nhắc lựa chọn em này sẽ là một sản phẩm rất là ok để mặc ở nhà, mặc đi ngủ. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió hai lớp này, bên trong có thêm một cái lớp lót cho quý chị, đảm bảo là cái chất liệu gió sẽ là một trong những cái chất liệu mà quý chị chúng ta rất nên có trong cái tủ đồ vào những cái tiết trời mùa thu đông, mặc đi ngủ buổi tối rất là ok. Mã là G739 này, con này là một con của Under Armour, màu sắc rất là dễ mặc dễ dùng. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con gió với tông màu đỏ mận. Cái màu đỏ mận này cũng là một cái màu rất là dễ phối. Mã sẽ là mã G740, chiều dài là 96 này, bụng là 64-74, đùi là 24 và ống là 14 cm. Chất liệu gió hai lớp dày dặn, bên trong có một cái lớp nỉ như này, đảm bảo là mặc vô cùng ấm luôn. Và cái tông màu này cũng là một cái tông màu khá là hay, cũng là một cái tông trầm, tông tối thôi, nên là quý chị chúng ta yên tâm kết hợp đồ với em này cũng rất là dễ. Form của em này sẽ là một cái form khá là gọn, khá là ôm. Quý chị chúng ta cân nhắc nếu mà yêu thích muốn mặc cái form ôm một chút thì có thể lựa em này. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm là rất là dày dặn rồi. Mã là G740. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió với cái tông màu rất là đẹp. Đó, cái tông phối rất màu rất là đẹp luôn. Cái họa tiết của nó sẽ là họa tiết kẻ ô vuông như này. Mã là G741, chiều dài là 100 này, bụng là 54-92, đùi là 28 và ống là 21 cm. Con này sẽ là một cái cặp chun co giãn cực kỳ tốt luôn. Và cái sản phẩm này của chúng ta cũng còn rất là mới. Nếu mà quý chị chúng ta yêu thích cái màu này cũng như cái form dáng khá là rộng rãi thoải mái này thì có thể lựa chọn. Mã sẽ là G741, cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu sắc cho quý chị chúng ta có thể coi lại cận cái màu sắc này rất là đẹp, cực kỳ dễ mặc dễ phối. Mã G741, form rất là ok luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ là một con gió với cái con tông màu rêu như này. Con này thì hoàn toàn quý chị có thể lựa mặc đi chơi đi làm đều được luôn. Form dáng thiết kế rất là lịch sự nhã nhặn cho mình. Ở bên trên này chúng ta có cúc có khóa này, đằng sau này sẽ là cái cảm chun, nói chung là mặc rất là thoải mái dễ chịu. Mã sẽ là G742, chiều dài là 87, bụng là 76-90, đùi là 28 và ống là khoảng 15 cm. Form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng, chất liệu cũng là cái chất liệu vải dày dặn vừa phải nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa mặc đi chơi đi làm rất là hợp lý. Mã là G742. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con gió với cái tông màu ghi này. Cái con này sẽ là một con của First Down. Ở bên trên ống quần này chúng ta có cái phần theo tên của thương hiệu. Form của nó sẽ là một cái form ống khá là rộng, mặc rất là thoải mái. Mã là G743, chiều dài là 97, bụng là 72-104, đùi là 34 và ống là khoảng 24 cm. Con này size L, nói chung sẽ là một cái con cực kỳ đẹp trong buổi live ngày hôm nay, một sản phẩm chính hãng của First Down. Màu sắc cũng là một cái màu lên rất là trẻ trung cho quý anh chị, dễ mặc dễ phối, cả chun co giãn còn rất là tốt. Mã là G743. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần màu xanh. Một con này sẽ là một cái con màu xanh khá là nổi bật. Và con sản phẩm này sẽ là một cái sản phẩm còn rất là mới, một sản phẩm của Nandri. Mã của sản phẩm sẽ là mã G744, chiều dài là 99 này, bụng là 64-92, đùi là 35 và ống khoảng 15 cm. Tuy nhiên con này của chúng ta sẽ có một vài lỗi nho nhỏ. Ở cái sản phẩm này đó, nói chung là nó sẽ có một vài cái vết bẩn.
Đây, con này của chúng ta sẽ có một vài cái vết chấm đen này. Không biết là quý anh chị chúng ta có thể thấy rõ được hay không. Nhìn chung thì nó cũng mờ thôi. Nên là nếu như mà quý anh chị chúng ta bỏ qua được thì có thể là lựa chọn em này. Mã của sản phẩm sẽ là mã G744. Nói chung màu sắc các thứ lên cũng rất là ok. Chất liệu thì dày dặn. Bên trên ống quần thì chúng ta có một cái logo của thương hiệu. Nói chung là cũng form sáng suôn thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con này sẽ là một con của Umbro này. Đó, một con của Umbro lên màu sắc cũng khá là tươi sáng trẻ trung. Mã là G745, chiều dài là 88 này, bụng là 31, bụng là 62 đến 84, đùi là 24 và ống là khoảng 17 cm. Cũng rất là đẹp, rất là dễ mặc, dễ dùng. Form dáng suông, cái tông màu chủ đạo của nó sẽ là cái màu đen này, phối thêm một vài các cái chi tiết màu sắc nữa, tạo cái điểm nhấn cho sản phẩm, cho con quần có vẻ là trẻ trung hơn rất là nhiều. Mã sẽ là mã G745. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con quần gió trắng này. Đó, con trắng này thì còn rất là mới. Nếu như mà quý anh chị chúng ta yêu thích cái màu trắng thì có thể lựa cho em này. Form dáng suông cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi rất là ok luôn. Và điểm đặc biệt của em này sẽ là những cái họa tiết thêu rất là đẹp, thêu cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đây, quý chị có thể thấy cái họa tiết thêu logo thương hiệu rất là đẹp. Con này sẽ là một sản phẩm của nhà Kakani Gop. Mã sẽ là G746, chiều dài là 98 này, bụng là 86, đùi 29 và ống nó khoảng 18 cm. Một sản phẩm cực kỳ đẹp luôn, form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Rồi sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một con quần gió của Atleta. Đó, con này sẽ là một con gió một lớp thôi. Bên trên này chúng ta có cái phần theo chữ này, cái đây sẽ là một cái hình in cũng còn rất là nét. Mã sẽ là G747, chiều dài là 96 đây, bụng là 56 đến 90, đùi 29, cái ống của chúng ta sẽ là được bo chui như này. Đó, nói chung cũng còn rất là chắc chắn và có thêm cái đường khóa cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh được. Chất liệu là cái chất liệu gió một lớp rất là mỏng nhẹ, thích hợp cho quý chị chúng ta có thể là lựa chọn sản phẩm để mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng rất là hợp lý. Dạ vâng, vậy là em đã lên hết tất cả các sản phẩm có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại quý chị.